Rồi bắt đầu mình phải hái xoài anh thôi, bắt đầu chín rồi đây mọi người. Đó, xoài trên cây nè, chín. Bây giờ mình phải hái thôi, tại vì xoài này là xoài thanh ca ha, nhìn cái size nè. Xoài này mình mua là dễ bị cái loại xoài mà xoài cóc á, nhưng mà mình không bị xoài cóc ha, nó dài nè, thấy bàn tay mình không? Đó, nó dài. Đó, giờ nó chín đây nè. Mình phải bứt ăn. Lấy chín. Hái trái xoài. Bắt đầu chín rồi. Ôi, nó rụng một trái đây nữa nè. Đó, chín chín rồi. Ok, thì bây giờ mình thấy nó chín rồi, mình phải hái ha. Thì hái bắt đầu có những trái chín cây. Đó, chín cây nè. Đó, mình hái trái chín cây. Ăn. Cái nào còn xanh thì để lại trên cây. Đó, nó dài ha, cái trái xoài nó dài chứ nó không có ngắn cóc nha. Những cái xoài cóc thì nhìn nó chán muốn chết luôn. Đó, xoài này nó to mà nó dài ha mọi người. Đó, thì hôm nay bắt đầu á, vào mùa xoài bắt đầu nó chín rồi đó. Nó trái nó còn xanh nè. Bắt đầu ừng ừng vàng vàng rồi đó, là bắt đầu mình từ từ mình vặt, từ từ mình ăn nha. Và mọi người có biết cái cây này làm sao không, mà có trái ngon như này trong chậu nha mọi người. Đó, trong cái chậu đó. Mà trên trong chậu thôi, mấy cây này rít lên mình hiện ra mình trồng thành bonsai quá, cũng rất là đẹp nha. Mình thích trái xoài treo lủng lẳng ở ngoài vườn ghê lắm, mình thích bao nhiêu năm nay. Có một lần mình đến nhà người ta, trời ơi xoài nó treo đằng sau vườn mà mình nhìn thèm muốn dở dãi luôn mọi người. Nghĩ ngay đến chén nước mắm lúc còn xanh á, còn lúc chín á thì khỏi chê rồi. Đó, chín thì ăn ngọt ngon rồi ha. Đó, thì hôm nay mình làm cái clip này để cho khoe với mọi người cây xoài trong chậu nè. Đó, trong chậu trái đó, trái quá trời trái ha. Mê ly rụng rốn chưa? Rất là đẹp, dài, dài dài. Mình thích rồi. Ok, thì hôm nay khoe mọi người chơi tí xíu rồi có gì em hái trái thôi. Bây giờ em phải có hai tay để em đi hái, hái với lại bỏ những trái xoài mà hái được vào trong túi nha. Chứ giờ cầm tay quay không có giờ. Thank you mọi người nha. Bye bye.